Xin chào quý vị và các bạn Tiếp tục hôm nay em lại về thêm được một lô máy tính nữa nhé Thì đây là con máy tính của hãng ThinkPad Dòng máy tính này là một trong những dòng máy tính có cái chất lượng rất cao Có thể nói là cao nhất trên thị trường hiện nay Con này thì bề ngoài thì đây như quý vị xem đây Nó còn rất là đẹp nha quý vị nhé Nó còn rất là đẹp Oh, ok ạ. <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong của nó nhé. Rồi, bên trong của nó đây quý vị ơi. Đấy. À, còn rất là ok đấy nhé. Đấy, chúng ta sẽ xem này. Đấy, bàn phím này. Đấy, còn rất là rõ nét nhé. Rồi, cấu hình của con này như sau. I58365U con này đã chạy 8 chip CPU rồi nhé quý vị nhé RAM 8 g này i5 8365 nhé quý vị nhé con này của nó là màn hình 13.3 inch full HD quý vị nhé Đó, dòng có chất lượng màn hình rất là cao đẹp Đó. Đây, 1920 x 1080 nhé quý vị nhé rồi đây giờ chúng ta sẽ xem đến màn hình bên màn hình của nó thì và nó còn rất là đẹp nha quý vị nha Màn hình còn rất là đẹp luôn Đó. đây Không có một điểm đen Điểm chết nào cả nha quý vị nha Không có một điểm đen, điểm chết nào à, Ổ của nó nó ổ SD 256GB quý vị ạ Ổ SD 256GB Đó. Rồi à... <laughs> con này thì phù hợp mà sử dụng cho rất nhiều các bạn như sinh viên này rồi văn phòng này rồi uh, vui chơi giải trí này Đó. và nói chung là mang đi mang lại rất thuận tiện vì cái uh, của nó rất là nhẹ nha quý vị nhé có hơn một cân một tí thôi Đó. <laughs> rồi uh, con này em đọc giá luôn nhé tất cả cái dòng này nhà em là à, đều hàng về đều nguyên bản nhé không có sửa chữa chọc ngoái gì nha quý vị nhé hàng về đều nguyên bản có sao bán vậy giá của nó là à, <laughs> 5 triệu 190.000 quý vị nhé 5 triệu 190.000 à, bao test cho quý vị là 7 ngày từ ngày quý vị nhận hàng nhé bao test 7 ngày kể từ ngày cho quý vị nhận hàng à, và được tặng kèm theo sạc zin theo máy quý vị nhé à, rồi Ok, đấy một con máy tính rất là ok luôn nhá. X390, Đó. dòng này dòng à, mà quý vị sử dụng rất là ok. À, rồi, quý vị nào lấy thì alo cho em số điện thoại là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm Hà Nội.